Hơn 1.200 học viên tham dự khóa đào tạo là con số đồng kỷ lục, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển môn Taekwondo trên cả nước. Trong chương trình học, ban chuyên môn của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ tập trung hướng dẫn, định hướng về các phương pháp huấn luyện tiên tiến, cùng xu hướng phát triển mới nhất trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện Taekwondo, từ cấp độ phong trào dành cho các võ sinh mới tập luyện đến các phương pháp nâng cao để huấn luyện chuyên biệt cho thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh đó là những quy định của pháp luật về vấn đề quản lý chuyên môn, công tác số hóa hoạt động quản lý và điều hành câu lạc bộ. Các quy định của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam về thi thăng cấp đai sẽ được áp dụng trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Kết thúc các buổi học lý thuyết và thực hành, học viên sẽ phải vượt qua được bài kiểm tra của Hội đồng chuyên môn Liên đoàn Taekwondo Việt Nam mới được cấp bằng chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo.